Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của Thiên Nghịch tập 87. Vương Lâm liên tục giằng co với lão già Gù, tạo nên một cuộc truy kích kéo dài đầy căng thẳng. Sau khi Thiên Nghịch châu hút hết những lá cây ký sinh kỳ dị ra khỏi cơ thể, Vương Lâm đã lấy lại được sự tỉnh táo và kiểm soát tình hình. Hắn tăng tốc bỏ chạy trên thinh la bàn, thế nhưng mà không hoàn toàn thoát khỏi lão già Lương Gù, kẻ không ngừng truy đuổi suốt mấy tháng trời. Cuộc rượt đuổi đầy căng thẳng đã khiến lão già Gù bực bội, nhất là khi lão nhận thấy Vương Lâm dường như luôn có những pháp bảo mạnh mẽ cùng với sự dẻo dai đáng kinh ngạc. Lão cảm giác không chỉ bị lừa gạt mà còn như bị chọc tức, nhất là khi nhiều lần tưởng sắp bắt kịp thì Vương Lâm lại sử dụng tinh la bàn để thuấn di bỏ chạy. Tuy nhiên, Vương Lâm không chỉ chạy trốn mà còn sử dụng những đòn tấn công quấy rầy lão già. Mỗi khi lão dừng lại, Vương Lâm lại bất ngờ xuất hiện, tung kiếm quang tấn công lão, rồi lại biến mất trước khi mà lão kịp phản công. Mỗi nhát kiếm của Vương Lâm không đủ sức hạ gục lão già, nhưng chúng như là những vết mũi đốt khiến lão không thể ngồi yên, đồng thời gây ra sự giận dữ và cảnh giác bất lực. Cuối cùng, sau nhiều tháng trời truy đuổi, lão già Gù đã không còn chịu đựng được nữa. Lão gầm lên với Vương Lâm, uy áp mạnh mẽ từ những ký hiệu trên người của lão phóng ra, thể hiện rõ sự phẫn nộ và sức mạnh của lão. Thế nhưng mà Vương Lâm với sự điềm tĩnh và kinh nghiệm lâu năm không hề nào núng. Hắn đáp lại bằng giọng cười lạnh lùng, chế nhạo lão già vì đã truy đuổi suốt mấy tháng mà không có kết quả. Lão già Gù cảm thấy vô vọng trước việc bắt được Vương Lâm, cuối cùng cũng đã bộc phát sự tức giận lên đến đỉnh điểm. Thế nhưng mà Vương Lâm với chiến thuật vừa phòng thủ vừa quấy rầy, không chỉ kéo dài thời gian mà còn làm lão già dần kiệt sức. Trong thâm tâm của lão dù không nói ra, lão cũng bắt đầu nghi ngờ liệu rằng có bao giờ bắt được Vương Lâm hay không. Trong suốt cuồng truy đuổi kéo dài, Vương Lâm đã thành công trong việc lôi kéo lão già vào một cuộc chiến tâm lý. Lão già bắt đầu nghi ngờ về khả năng duy trì nguồn tài nguyên dường như vô tận của Vương Lâm, bởi trong tình huống bình thường, hắn hoàn toàn có thể áp đảo Vương Lâm. Tuy nhiên, mỗi khi lão già chuẩn bị tung đòn cuối cùng, Vương Lâm lại nhanh chóng biến mất bằng tinh la bàn, làm lão già mất kiên nhẫn và không ngừng bị kéo vào vòng xoáy của sự bực tức. Khi mà Vương Lâm đến gần lối ra khỏi khu vực truy đuổi, hắn đưa ra quyết định táo bạo, phá hủy ký hiệu bảo vệ lối ra, không cho lão già có cơ hội trốn thoát. Hành động này khiến lão già hoảng loạn và tuyệt vọng vì bị mắc kẹt. Dù đã nỗ lực hết sức, lão già không thể nào ngăn cản Vương Lâm chém nát ký hiệu, đóng sầm lối thoát trước mặt của hắn. Trong cơn giận dữ và tuyệt vọng, lão già Gù quyết định sử dụng tộc linh đặc biệt của mình, một thất diệp thực vật kỳ lạ có sức mạnh lớn để cố gắng mở lại cánh cửa. Hắn biến thành một cây thực vật khổng lồ, nỗ lực cuối cùng nhằm thoát khỏi tình cảnh bế tắc. Vương Lâm sau khi chứng kiến lão già biến hình có một chút do dự, tuy nhiên thay vì tiếp tục quấy rối, hắn quyết định không tham gia vào trận chiến với hình dạng thực vật của lão già mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vương Lâm cẩn trọng và khôn ngoan, luôn tính toán kỹ lưỡng khi mà đối phó với lão già Gù. Trong suốt cuộc truy đuổi, hắn biết rằng sự chênh lệch về sức mạnh giữa mình và lão quá lớn, và nếu không có pháp bảo tinh la bàn hỗ trợ, hắn có thể đã bị bắt và biến thành một loại phù khôi đáng sợ. Lão già là một thất diệp thuật chú sư, tương đương với một anh biến tu sĩ. Dù đã suy yếu thế nhưng mà vẫn đủ sức giết chết Vương Lâm. Nhận thức rõ điều này, Vương Lâm không ngừng chạy trốn và quấy rầy lão một cách khéo léo, đảm bảo an toàn cho bản thân trước khi mà phản công. Sau khi Vương Lâm rời đi, lão già Gù tỉnh lại giữa thân cây khổng lồ. Ánh mắt của lão lóe lên tia hồng quang khi mà nhận ra Vương Lâm đã chạy xa với tốc độ cực kỳ nhanh. Lão thầm tiếc rằng nếu Vương Lâm đến gần, lão có thể giết chết hắn. Lúc này thì lão dùng tộc linh để cố gắng kết nối với bên ngoài, vì trong không gian này nếu không tìm thấy lối ra, người ta sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn. Trong khi đó, Vương Lâm tiếp tục bay lên trên tinh la bàn. Sau khi đảm bảo không có nguy hiểm phía sau, hắn cẩn thận bay thêm một ngày trước khi mà chậm lại. Giữa không gian tối đen, hắn bình tĩnh và không lo lắng. Khi ngồi thiền trên la bàn, hắn bắt đầu sử dụng hạt châu thiên nghịch để hấp thu những ký hiệu thực vật ở trong cơ thể. Quá trình này đã diễn ra suốt 8 tháng, giờ đây hơn một nửa ký hiệu đã bị loại bỏ và hắn quyết tâm hoàn thành việc này. Vương Lâm chịu cơn đau khi mà hoa văn trên cơ thể dâng lên và ngưng tụ tại mi tâm, sau đó bị hạt châu thiên nghịch hấp thụ. Khi mà quá trình hoàn tất, hắn mở mắt và vui mừng nhận thấy hạt châu đã gần đạt đến trạng thái viên mãn về thuộc tính mộc. Tuy nhiên, mối bận tâm lớn nhất của Vương Lâm lúc này chính là làm sao thoát khỏi không gian. Vương Lâm đã tính toán từ trước khi phá hủy ký hiệu bảo vệ lối xa để nhốt lão già Gù lại. Nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, việc thoát ra sẽ rất là khó khăn. Thế nhưng Vương Lâm đã dựa vào bản tôn của mình ở bên ngoài để tạo lối thoát. Bên ngoài khu vực tiên di của Sở Quốc, bản tôn của Vương Lâm đang ẩn mình bên trong lòng đất, trầm tư với làn da thô ráp màu đồng cổ. Khi mà nhận được tín hiệu, bản tôn nhanh chóng di chuyển trên mặt đất và bắt đầu tạo ra những khe nứt không gian, dùng sức mạnh để tìm đường vào không gian thiên di. Mỗi bước đi, hắn lại đánh ra một khe nứt, không ngừng di chuyển về phía trước với tốc độ ngày càng nhanh. Sau khi tạo ra hàng nghìn khe nứt, bản tôn tiến đến hố sâu thiên di, tiếp tục hành trình phá vỡ không gian. Khi mà đến phía bắc của khu rừng, hắn cảm nhận được một sự thay đổi và nhanh chóng biến mất, chuẩn bị cho những diễn biến mới. Tại sườn bắc của núi rừng Thiên Di, một đôi nam nữ xuất hiện bay với tốc độ nhanh. Nữ chỉ là một cô gái có dáng người đẹp, mặc đồ lụa trắng, còn nam chỉ là một lão già mặc áo màu xanh. Khi mà họ bay qua khu vực này, lão già đột nhiên cảm thấy nguy hiểm và nhanh chóng kéo cô gái lùi lại. Ngay lập tức thì mặt đất phía trước nứt ra và bản tôn của Vương Lâm với mái tóc đỏ và gương mặt lạnh lùng xuất hiện giữa khe nứt. Bản tôn không nói lời nào, lập tức tung ra một quyền tấn công. Lão già thanh sam phản ứng nhanh, lấy ra một pháp bảo hình núi.
Thế nhưng không thể ngăn cản được cú đấm mạnh mẽ từ bản tôn, ngọn núi pháp bảo hóa thành đá vụn đẩy lùi cả lão già và cô gái. Bản tôn không dừng lại tiếp tục tấn công, lão già vội vã triệu hồi ra một phi kiếm để tự vệ. Thế nhưng mà quyền lực của bản tôn quá lớn, khiến phi kiếm vỡ nát ngay khi va chạm. Một ý cảnh cổ hóa thần tu sĩ phát ra từ phi kiếm, thế nhưng không thể chống lại sát khí mạnh mẽ của bản tôn. Ý cảnh này nhanh chóng sụp đổ trong cơ thể của hắn, khiến lão già sợ hãi và kéo cô gái lùi lại. Lão già kinh hoàng khi mà thấy sức mạnh hủy diệt của bản tôn Vương Lâm, dù đã sử dụng nhiều pháp bảo chúng đều bị phá hủy nhanh chóng. Lão chưa từng gặp phải tu sĩ nào có công kích mạnh mẽ như vậy, trừ các chiến tu sĩ của tiên di tộc. Bản tôn của Vương Lâm tiếp tục tấn công với một quyền nữa, bao vây cả lão già và cô gái trong một vòng thần thông giam cầm. Lão già thì tuyệt vọng quay sang cô gái, xin mượn thanh pháp đao của nàng. Cô gái liền lấy ra một đạo ánh sáng trắng từ túi chữ vật. Lão già thì nắm lấy thanh đao, rồi phun tiên huyết lên nó để tăng cường sức mạnh. Khi mà bản tôn lao tới, lão già dùng đao để đỡ cú đấm. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, thanh đao đã bị nứt vỡ, khiến lão càng thêm sợ hãi. Dù vậy, lão cũng kịp kéo cô gái thoát ra khỏi vòng giam cầm. Cô gái trong cơn kinh hoàng vội vàng lên tiếng xin bản tôn dừng tay vì yêu cầu giải thích lý do tấn công họ, mong hắn cho họ biết nguyên nhân trước khi mà kết liễu. Bản tôn thu hồi nắm tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người trước mặt. Không gian xung quanh dần yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua quần áo. Lão già áo xanh mồ hôi đẫm trán, không thể nhớ ra mình đã từng gây thù với người tóc đỏ này khi nào. Khi mà bản tôn của Vương Lâm hỏi về xuất xứ của họ, nữ tử áo trắng trong cơn hoảng loạn vội vàng trả lời rằng họ đến từ Chu Quốc. Thế nhưng mà bản tôn của Vương Lâm không tin và chỉ trích nàng đã nói dối. Ngay lập tức thì hắn tung ra một cước về phía lão già, phá hủy đoàn đao và đẩy lão già như là một sao băng rơi xuống đất. Nữ tử áo trắng trong cơn sợ hãi, nước mắt lăn dài cầu xin bản tôn của Vương Lâm ngừng tay và hỏi vì sao hắn lại đuổi giết bọn họ. Bản tôn của Vương Lâm vẫn lạnh lùng lặp lại câu hỏi về nguồn gốc của bọn họ. Lần này thì cô gái không dám giấu giếm, thú nhận rằng họ đến từ tiên di chi địa. Khi mà được hỏi về những người khác trong đoàn, nàng chỉ đáp một cách cay đắng rằng nàng có nỗi khổ ở trong lòng. Bản tôn của Vương Lâm ra lệnh cho cô gái đi theo, rồi bay về phía núi rừng tiên di. Lão già áo xanh sau cú đá của bản tôn Vương Lâm rõ ràng đã bị thương nặng, thế nhưng mà bất ngờ đứng dậy với một làn khí đen bao phủ quanh người. Bản tôn của Vương Lâm nhận ra điều khác thường khi mà nhìn thấy một gốc thực vật nằm láo lóe sáng sợ đám khí đen, nhận thấy bí mật mà hai người này đang che giấu. Bản tôn của Vương Lâm tính kết liễu lão già, thế nhưng mà nữ tử áo trắng kia lập tức quỳ xuống van xin được chết thay cho lão già. Lão già cũng khẩn cầu được chết trong tay của bản tôn Vương Lâm hơn là bị biến thành một con phù khôi, thế nhưng mà tiểu thư quán không cho phép. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay, các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, bấm nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TC, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.